Trong bí quyết nấu phở, việc tốn thời gian và mất công nhất là ninh xương. Và một lý thuyết sách vở mà đi học nghề phở thì ai cũng nói, đó là ninh xương thì phải ninh tối thiểu trong 8 đến 12 tiếng thì mới ra được cái nước dùng. Còn gói Chinsu sốt nhà hàng phở bò này thì họ nói thành phần từ nước hầm xương 50 tiếng, kèm với đó là gia vị tự nhiên như xương bò, quế, hồi, thảo quả, đinh hương. Hiểu nôm na thì đây là nước cốt để nấu phở. Và từ một gói nước cốt này, chỉ cần hòa tan 1,7 lít nước sôi là sẽ ra ngay một nồi nước dùng phở cho 3 đến 4 người ăn. Việc còn lại của người dùng chỉ là mua thêm bánh phở, thịt tái và hành rau. Bây giờ đúng là công nhận tiện. Với 8 gói sốt Chinsu này thì tha hồ mà biến tấu thành hàng trăm món ngon khác nhau như nhà hàng. Sốt thịt nướng phù hợp để chế biến thịt heo, thịt gà, lẩu Thái thì có thể làm lẩu Thái, chân gà sốt Thái, sốt nướng muối ớt, gói canh chua, gà chiên nước mắm rồi là sốt thịt kho. Tôi chưa bàn đến là ngon hay không ngon vội, vì dù ở đây họ ghi công thức nhà hàng, nhưng phở mà có ti tỉ nhà hàng và ti tỉ công thức khác nhau, nên mình sẽ nêu cảm nhận của mình về phần nước dùng phở này để mọi người có thể tham khảo. Để tiện cho việc so sánh, tôi có mua thêm một bát phở gần nhà trên phố Đội Cấn. Cảm quan về phần màu sắc, màu nước phở nấu bằng gói sốt đậm và sẫm hơn nhiều so với bát phở mua về. Về hương thì mình thấy nước phở Chinsu thơm hơn hẳn, mùi hương của thảo quả, quế hồi dậy vị nhưng mà không nồng và cũng không có cảm giác bị công nghiệp, thậm chí còn không có mùi hôi gây của bò. Tỷ lệ mỡ trong nước dùng ít hơn. Điểm duy nhất mình thấy nước phở Chinsu kém hơn một bát phở mua về ở độ béo của nước dùng. Tổng kết lại, mình thấy gói sốt Chinsu nhà hàng vị phở bò này khi chế biến ra có chất lượng tương đương bát phở bò tươi mua ngoài hàng. Phần nước dùng này nếu không để làm phở cũng có thể chế biến thành các món lẩu bò, canh bò hầm. Cứ miễn là các bạn nấu món ăn cần đến vị nước dùng bò thì hoàn toàn là hợp lý. 29.000 một gói ra được gần 2 lít nước dùng bò, quá tiện và rẻ. Đúng là ăn ngon nấu nhàn cùng sốt nhà hàng Chinsu.